Hải Sơn xin kính chào tất cả các khán giả của Thiên Audio. Hôm nay mời mọi người cùng với Hải Sơn chúng ta sẽ trải nghiệm về một phối ghép có tên là Dai Audio Contour 20i. Chúng ta sẽ ghép với chiếc âm ly Maxintosh MA352. Và bây giờ Hải Sơn xin giới thiệu về từng thành phần trong bộ dàn này. Đây là đôi loa Contour 20i. Chúng ta đã có đôi Contour 20 và đây là Contour 20i. Nó là một phiên bản nâng cấp nhẹ của một cái đôi loa đã rất là hay. Và với một cái mức giá tham khảo bán lẻ của cái đôi loa này cũng lên tới trên 170 triệu thì đây là một trong cái đôi loa được xếp vào hạng là high-end. Và ở trong cái hãng Dai Audio này thì đây vẫn chưa phải là đôi loa cao nhất, vẫn còn đôi loa cao hơn. Nhưng mà đối với cá nhân Hải Sơn nhận định thì đây là một đôi loa cho âm thanh rất là hay rồi. Âm thanh của nó rất là cân bằng và nó có được một cái tiếng trầm rất là sâu và tiếng nghe cũng rất là ấm. Và chúng ta cũng có thể sử dụng cho phòng tương đối rộng lên tới khoảng 35m2, 40m2 mà âm thanh Hải Sơn cảm nhận vẫn rất là hay. Chúng ta sẽ đến với cái thay đổi đầu tiên của dòng 20i so với cái dòng 20 thường. Đó chính là cái màng Hesit. Nó là một cái màng ở đằng sau cái phần đom lụa này. Nó là một cái bộ gọi là chống những cái cộng hưởng không mong muốn. Từ đó sẽ cho ra một cái tiếng treble giải cao, trở nên là chi tiết hơn và nó chuẩn hơn khi mà chúng ta bật âm lượng lớn. Thì đấy là một cái nâng cấp đầu tiên. Tiếp theo, nâng cấp tiếp theo đến từ mạch phân tần. Tức là mạch phân tần đã được nâng cấp với cái chất lượng linh kiện tốt hơn để đem đến một cái âm thanh hòa quyện và nó nhạc tính hơn, khai thác tối đa cái khả năng thể hiện của từng cái củ loa trong cái ngưỡng âm thanh của từng cái củ loa. Và họ để cái tần số cắt là 2200Hz. Tức là với cái tần số đó thì cái giải từ 2200Hz trở xuống sẽ loa do cái loa woofer này xử lý. Và trên 2200Hz thì sẽ là cái loa tweeter. Họ sử dụng một cái loa woofer có đường kính là 18cm, dùng vật liệu là MSP, Maze Silicate Polymer. Với cái vật liệu này thì họ có thể tạo ra được những cái loa cho ra âm thanh rất dày dặn, tiếng ấm mà cái giọng nam trầm ấy rất là dày. Và cái tiếng trầm cũng rất là sâu, giải trầm của loa này xuống tới là 39Hz ở mức suy hao 3dB. Đây là một cái mức âm thanh rất sâu đối với một cặp loa Buxel. Và ở trong một cái phòng cộng hưởng tốt, thậm chí chúng ta có thể nghe được những âm thanh nó còn dưới mức 39Hz. Nhưng mà trầm không phải là tất cả, tại vì loa Dai Audio họ cho ra được cái trung âm cũng như cái giải tweeter nghe nó rất là tròn vai. Và nó cũng độ chi tiết cao. Khi mà chúng ta nghe giao hưởng thì cái trường âm sân khấu được thể hiện cũng rất là thuyết phục. Thì cái độ hòa quyện của hai cái driver này thể hiện ra sao thì cái đó thì bộ phân tần nó quyết định rất là nhiều. Thì đó cũng là một bộ phân tần chất lượng rất là cao. Còn về vật liệu thì chúng ta cũng có thể điểm qua một chút. Đây là một cái cặp loa được làm bằng vật liệu gỗ, nhìn rất là đẹp. Đấy. Và lỗ thoát hơi thì họ đặt ở phía đằng sau. Chúng ta sẽ đặt cách tường một khoảng cách để cho ra một cái âm hình sân khấu chuẩn cũng như là không bị cộng hưởng trầm quá nhiều với tường sau. Ở đây thì Thiên Hà Audio cũng đang xét trên một cái chân loa chuẩn của Dai Audio. Nó cho ra một cái tầm cao khi chúng ta ngồi sofa rất là chuẩn mực để nghe. Đây là một đôi loa có một cái thông số là thường là trở kháng 4 ohm và độ nhạy thì cũng không cao. Đấy, độ nhạy thì của những cái loa Buxel của Dai Audio nó thường hay rơi vào cái quãng 86dB. Chúng ta sẽ cần một âm ly công suất tương đối khỏe một tí thì nó mới hay và nó mới bật ra được cái chất âm hay. Lần trước chúng ta đã ghép thử với những thương hiệu khác nhau, ví dụ như là Michi X3 chẳng hạn, rồi những thương hiệu khác. Và hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm phối ghép với thương hiệu Maxintosh với dòng sản phẩm là MA352. Hải Sơn thấy rằng Thiên Hào Audio chọn lựa giữa Maxintosh MA352 là rất phù hợp về mặt công suất cũng như về mặt gọi là đẳng cấp của các cái thiết bị, nó tương đồng nhau. Về sản phẩm MA352 thì đây là một chiếc âm ly gọi là hybrid, tức là đây là một chiếc âm ly mạch line. Nó sẽ sử dụng là phần đèn cho phần tiền khuếch đại và phần công suất thì họ sử dụng là mạch bán dẫn class AB. Cho nên nó sẽ cho ra được một cái âm thanh mà nó trung hòa được giữa cái độ ngọt ngào nhạc tính của đèn và cái độ mạnh mẽ cũng như cái mức độ động và đáp ứng rất là tức thì của mạch class AB. Mạch class AB của chiếc âm ly này cũng rất khỏe, cho ra mức công suất lên đến 200W x 2 ở trở kháng 8 ohm. Và với một cái đôi loa 4 ohm như thế này, nó cho ra mức công suất lên tới là 320W x 2 ở trở kháng 4 ohm. Vì vậy, xét trên khía cạnh công suất thì nó quá thoải mái để có thể kéo đôi loa Contour 20i, thậm chí là khi chúng ta chuyển lên đôi loa 30 chẳng hạn, nó vẫn có thể kéo được. Và cái hình thức của Maxintosh này thì nó luôn lay động các cái giác quan về phần nhìn. Và phần nghe thì Maxintosh cũng là một thương hiệu cho âm thanh ấm áp và có độ mạnh mẽ, tiếng nó lực.
Cái sản phẩm này nó nặng, nó rất là nặng, nó nặng đến 30 kg và hoàn toàn được sản xuất tại Mỹ với cái hệ thống tản nhiệt được làm sang hai bên với cái logo ghi chữ MC này rất là đẹp mắt. Và cái thiết bị này thì nó rất là bóng bẩy, cho nên là khi chúng ta tương tác với thiết bị này thì cần sử dụng găng tay thì nó mới sạch. Và đây là một cái thiết bị mà theo đúng chuẩn của Maxintosh là nó thường hay có equalizer. Và equalizer của Maxintosh thì Hải Sơn đánh giá cao, nó hay đấy. Cho nên là nếu mà các bác muốn nghe trung thực thì đương nhiên chúng ta không động gì đến. Nhưng mà với những bản nhạc xưa cũ chẳng hạn thì một chút tác động hợp lý vào phần equalizer sẽ làm cho cái trải nghiệm nghe chúng ta nó thú vị hơn. Và bây giờ xin mời mọi người trải nghiệm bộ dàn có mức giá 259 triệu này. Khi mới thương nhau anh hay nắm tay anh dặn dò, cho dù cuộc đời là bể sâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay. Cho đời lắm ê chề tình ơi, cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già thôi nhé anh. Người này ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn gì để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. The falling leaves drift by the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear a winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. C'est une chanson qui ne résonne, toi tu m'aimais. Et je t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Theo nhận định cá nhân của Hải Sơn thì sau khi nghe bộ dàn này, Hải Sơn nhận thấy được cái chất âm nó rất là khỏe khoắn, nó có độ trung thực cao
và rất là thích cái sự kết hợp giữa Maxin Tốt với Dai Audio ở cái điểm là độ dày âm thanh. Dù là ta nghe giọng nam hay nghe giọng nữ thì âm thanh nó tựa như là chúng ta đang nghe một bộ loa cột. Nếu mà chúng ta nhắm mắt lại thì âm thanh thực sự rất là dày dặn và đầy đặn ở trong phòng. Tiếng trầm thì có thể gọi là quá tốt đối với một cái cặp loa Buxell như vậy. Và cái độ lan tỏa âm thanh thì cũng rất là thuyết phục. Độ chi tiết thì cũng rất là tốt ở trong cái tầm giá này. Xin mời mọi người qua trực tiếp showroom để có thể trải nghiệm combo có giá 259 triệu này. Hải Sơn xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.